mọi người đã quay trở lại với TV. Hôm nay anh em mình có một món ăn cũng khá là đặc biệt mọi người ạ. Lấy con dao đây. Đây, ở trong này. Hôm nay sẽ luộc nha, có một món hải sản. Một món hải sản khá đặc biệt. Nhưng mà tí nữa mọi người sẽ biết. Đây là lá ổi này. Lá ổi, nói chung là hôm nay sẽ ăn hải sản luộc. Sao hải sản lại ăn với lá ổi anh? Thấy shop người ta bảo thế. Shop bán người ta bảo thế. Lâu lắm rồi anh em mình mới ra đồng. Hôm nay ra đồng chế biến món ăn cho nó hương đồng gió lội mọi người ạ. Mát mẻ. Đổ thêm nước à? Nó vù vù luôn. Cho xì dầu à. Rồi, ok. Rồi nhá, cho mọi người xem cái món này, đúng mọi người biết món này là món gì. Rồi. Đây người ta gọi là con bạch tuộc con. À mình thì gọi là con bạch tuộc con. Nhưng mà ở biển người ta gọi đây là con ruốc. Cái con này mà lúc sống mà anh em mình ăn sống ấy, thường ngày trước ăn sống mấy lần rồi. Nhưng mà lúc nó bò cơ. Đây là anh em mình mua người ta đóng đá rồi về đây không sống được nữa. Đóng đá rồi. Cái ra đông. Nhưng mà vẫn còn tươi, tức là nó không phải là đóng đá lâu ngày rồi ấy. Ăn rất là ngon, nhưng mà mình thì gọi là con bạch tuộc con, nhưng người ta gọi là con ruốc. Con ruốc có phải là con của con bạch tuộc không mọi người? Như kiểu con bò với con bê á. Con bê cũng là một con bò nhưng mà nó là con bò con. Đấy. Thì con này giống bạch tuộc thế này thì gọi là con bạch tuộc con chứ nhỉ mọi người nhỉ? Đúng không? Phải không? Hay là nó khác loại nhỉ? Phải. Đây là bọn Titi, bọn nó gọi là chỉ con học cấp 1 ấy. Thế là người ta răng lưới trục phát lấy, được cả trường luôn. Lấy vung đại vào. Tí nữa sôi nước mình sẽ thả bạch tuộc vào nhá. Đại khái là mình cũng không biết, mình cứ gọi nó là bạch tuộc. Con ruốc. Hôm nay sẽ là món ruốc luộc chấm mắm tôm. Thấy người ta bảo là chấm mắm tôm sẽ ngon hơn. Hôm nay sẽ thử chấm mắm tôm. Tí nữa đợi nó sôi rồi mới cho vào nhé mọi người nhé. Bây giờ đi ra suối đi xem cái bãi nào đẹp. Tí nữa xuống chèm. Ok nhé mọi người nhá. Bây giờ sẽ bắt đầu cho con ruốc vào nhé mọi người nhá. Phóng lên. Úi dùi. Ruốc luộc nhé mọi người nhá. Uầy, bắt đầu nó quăn lên. Cái món này thì mình hải sản thì mình ăn nhiều rồi, nhưng mà món ruốc luộc là chưa được ăn. Mình ăn toàn ăn hải sản hấp thôi. Ăn luộc lâu không? Mấy cả em chưa thấy ai làm món gì mà cho lá ổi vào cả. Tao thấy hướng dẫn sử dụng như thế. Ok đại bảo. Ok nhá mọi người nhá. Ui, đẹp ghê. Ui, ngon đấy. Ngon nha anh nhỉ. Ngon đấy, không biết là có kia không. Có ngon như bạch tuộc đấy không. Ok. Xuống suối. Đi, xuống suối ăn thôi mọi người ơi. Đây sẽ là địa điểm ăn của anh em mình nhá. Ra giữa suối ăn cho mát. Đi. Sao ra mỏm đá rồi anh. Ra giữa suối. Ôi, bọc. Xuống đây. Đi xuống đây. Tao đang giữ. Đổ phát là chó không được ăn đâu. Chuối lạnh. Mát anh em ạ. Ui phê dã bàn. Cá thì gì. Ôi lại mát rồi. Đấy bên này lôi chính kiềng bên đây. Ui đáng nhé, phải ăn đang chua đang cưa nóng tôi rồi. Chỗ này đi ạ. Ui đục hết nước rồi. Tôi kiềng đây. Đặt cái kiềng vào đây. Hôm nay sẽ ăn buffet nhé mọi người nhá. Buffet hải sản. Đây đặt đây. Ok. Bọn nào cố định được tí. Sao nó vẫn nổi nhỉ? Tao ngồi hòn đá ở giữa. Nếu mà nó đá sạch. Không cần. Không cần. Ok nhé mọi người nhá. Đã. Đây này. Giờ bắt đầu thưởng thức. Ngồi im vào cho nó lặng cái bùn này đi, không nhìn nó không được sạch sẽ lắm. Anh nằm xuống cho tao ngồi. Mày ngồi xuống cho tao ngồi. Thôi không cần kia, mình chỉ cần ngồi lặng xuống.
Không, lại xuống suối là sợ ướt rồi. Ok nhé mọi người nhá. Tí nữa lại bong bóng rồi thằng đít. À, là ngon nhé mọi người nhá. Nhìn con nó cứ quăn tít ra anh nhỉ. Con này à, nó mình cảm giác nó ngon đấy nhưng mà sao nó cứ kia nhỉ. Mời mọi cả mọi người nhá. Mày nếm thử xem nào. Em thử nhá. Mắm tôm với ruồi. Đến rồi. Dài à? Dài à? Dài mà ngon. Dài mà ngon. Mời mọi người nhá. Lần đầu tiên ăn con ruốc chấm mắm tôm. Ăn con này là phải ăn ăn bằng tay mọi người ạ. Ngồi sổ này mới trụ được lâu. Công nhận ăn bằng tay chút thì cảm giác ăn ngon hơn. Nhưng mà chấm mắm tôm không ngon lắm đúng không? Sáng nhỉ? Không, con này cũng ngon đấy. Ngon đấy. Và mình đánh giá là ngon hơn cái con bạch tuộc to mà mình mua mấy trăm nghìn cân nhỉ? 500.000 cân. Thôi bao nhiêu một cân đấy? 300.000. Ngon, con này ăn ngon hơn một con to kìa nhá. Con to này người ta chỉ làm sashimi thôi nhỉ. Không, con này mà tươi ăn sashimi mới ngon này. Mọi người đã ngồi ăn kiểu này bao giờ chưa? Cảm giác đáng nhẽ có hai cái ghế ấy. Ngồi cao đấy thì nó là thưởng thức. Còn đây gọi là đây gọi là thử cảm giác mới lạ. Dài dài dài. Em không thấy mùi ổi nhỉ? Không, mùi gì đâu. Cứ hải sản có xả là ngon. Ăn món này sai sách tại vì con ruồi nó thấy mắm tôm nó đến đông. À, mắm tôm thì rất là hợp với ruồi. À, ruồi nó rất... Rồi đấy. Hai cái bọn đấy nó hợp nhau. Nó hay tìm đến nhau đấy. Đáng nhẽ phải làm cái sốt hải sản riêng ấy. Sốt hải sản để chấm ấy. Còn ăn theo kiểu chấm mắm tôm này không ngon. Hôm nay hơi sai sách đấy. À, con này ngon nhá, đánh giá 8 trên 10. 7 trên 10 so với con tươi. Con tươi ấy, mà nó bò nguyểu ấy, khi mà anh em mình ăn sống rồi thì là nó sẽ ngon hơn con này. Giòn hơn và ngọt hơn. Còn con này thì 7 trên 10. Còn so với cái con bạch tuộc với con ruốc mà ở trong siêu thị ấy, thì nó chỉ đáng tầm siêu thị tầm 3,5 trên 10. Mọi người nhìn này, nhìn đẹp không? Như kiểu một bông hoa luôn mọi người nhá. Ăn hải sản phong cách gọi là cục xúc. Ngon mà. Con nhỏ mới giòn. Thơm. Quên mất. Không lửa tắt không? Tắt đi. Ăn kiểu này nó sẽ bị nguội mất. Mọi người biết không? Nó nguội. Mà hải sản nguội thì nó sẽ tanh. Nó nguội là vì anh em mình để cái chảo vào nước. Để cái chảo vào nước nó sẽ bị nguội mất. Nó sẽ không được nóng hổi. Mà ăn hải sản là phải cần nóng hổi á. Đây là anh em mình gọi là thử cảm giác ăn uống mới lạ thôi, chứ còn là ăn uống chuẩn là phải mâm cao cỗ đầy, cao lên nó mới không đấy. Đấy bắt đầu ruồi này. Mình đánh giá cái con nhá, càng nhỏ. Mình ăn ở phong cách ống ướt. Mình đánh giá cái con càng nhỏ thì lại càng ngon nhá. Con nào vừa đúng một miếng luôn ấy, thì nó giòn. Đây, tầm con này là khép ngon. Mới con này mà anh đã một miếng á. Thêm một miếng. Thêm anh 5 miếng thêm không? Như con này thịt chả một miếng thì không. Một miếng luôn. Lắng rồi.
Sao vừa thấy bóng bóng kìa? Đúng rồi, bóng bóng bóng. Ui. Còn mẹ nó. Phá hoạ. Bắn không à? Không ngon. Mới được có 5 phút mà nó lạnh. Nước nguội sắp đóng băng. À, thật ra là đã đến mùa hè rồi nhưng mà chưa có tiếng ve kêu, chưa gọi là mùa hè và vẫn lạnh. Ở trên anh em mình vẫn lạnh, trời tối vẫn lạnh nhá. Ban ngày thì... ban ngày thì nắng rồi. Ban ngày nắng rồi mà hôm trước vẫn rét rồi. Có này nở nở hoa xíu đi ạ. Nhìn ạ, xuống rồi. Còn có lúc à, kiểu con sao biển đấy mọi người. Em chơi quả ăn đấm bốc giống anh nhá. Ăn kiểu đấm bốc á. Làm tất á? Đấm bốc giống anh ấy đảo con á. Rùi. Ăn rùi á. Nốt cả con rùi. Không á? Không. Không, tao trêu không? Mình trêu lên thôi mà mẹ nó vứt mẹ một miếng luôn. Chẳng láo tiếp. Em thấy cây ruồi đấy. Không có ruồi. Làm lại đi. Đây, con thỏ. Con này nhẹ nhỏ. À đâu, đây, để tao chọn một con. Đây là con này. Con này không chơi được. Con này thôi. Ôi, lại một con ruồi. Hỏi dám mới được. Ăn thùng uống bại ngon hơn không?